Hello mọi người, hôm nay mình sẽ tiếp tục với một cái chút đó là fix cái vấn đề này nè, để mình cho bạn xem. Thì fix cái vấn đề là như vậy nha. Đó, thường thường thì dạo này thì có rất là nhiều anh em hoặc là nhưng lúc mình hỏi là muốn biết fix cái này không thì đây hôm nay mình sẽ lên cái tip này để mọi người có thể làm dễ hơn, hiểu rõ hơn về cái công thức là phải làm sao là nó không có cầu hiện được hiệu quả nhất nha. Thì đầu tiên mình muốn nói tới đó là các bạn để ý cái này nha, để ý nè, thì thường nó sẽ ra đây, các bạn mọi người sẽ ít khi để ý đó. Đó là cái phần adobe generate server palette, ok, ở đây nha nha, đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là khi các bạn mà cài đặt cái cloud tiếp đó, cái nhà creative cloud này này đó đó Creative Cloud, thì trước khi setup ạ, thì dù nó sẽ hiện ra một cái khung như vậy để mình tìm cho bạn này, để mình tìm cái gì nhỉ, tool install Creative Cloud, ok, thì ở đây thì nó sẽ hiện ra đây, mình sẽ tìm cái hình ảnh dòng chứng, tìm cái hình ảnh dòng chứng rồi cho bạn xem nó sẽ ở đâu ta. Nó lúc mà khi mà các bạn install á, khi mà các bạn cài đặt cái mà Creative Cloud á, thì nó có hiện ra một cái gọi là cái thông báo ở đây nha, đến cái đoạn này, từ đến cái đoạn này đúng không, thì các bạn nó sẽ hiện ra được cái thông báo, để mình tìm xem cái này nó có video không ta, để xem cái mà đoạn mà ấy nó kể với nó kể ở đây nè, mình không có hiện rõ lắm, mình sẽ ở đây 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 nè, để xem nó có hình gặp đó, thì chúng ta hiện ra cái phần này, đến đây đến đây đến đây, không có được, what the hell, ở đó không có tutorial nữa chứ, phải tìm cái hình ảnh mà nó có gì ẩm kín mà ở đây này, đây này, đây này, giống như cái video này của mình đi, mình sẽ chỉ ở đâu à, cái đoạn này này mình sẽ chỉ cho bạn cái đoạn này đi, ở đâu đây, ví dụ như cái video này của mình đúng không, đó mọi người sẽ ở đâu mình chỉ cho bạn cài đặt cái đoạn nào, cài đặt cái đoạn nào, setting what where are you, thường là mình có một số cái video mà nói gì ra lúc mà các bạn cài đặt hả, như cái mạng gì không có, nên mình thử mình tìm lại how to install, đây mình sẽ tìm cái video mới nhất đây, ở đây đi đây nha, để mình đây sẽ kể dấu ạ, đến cái đoạn nào này, không phải cái này mình cài trên Win bộ rồi, anh không 13 app đây đây đây, mình tìm được đây cái đoạn này nè, đây rồi, để mình chỉ ra, what từ đâu không có đoạn gì vậy, kỳ cục vậy, để được nói cái đoạn mà nó sẽ có một cái gọi là kích vào install cái Genet này nè, để ý nha, nó có hỏi, nó sẽ hỏi các bạn là có install cái này hay không, thì các bạn đừng có tích vào cái này nha, đó là dành cho những người nào mà chưa cài nha, chưa cài cái Creative Cloud nha, còn những người đã cài rồi á thì vào cái này đầu tiên là các bạn sẽ phải vào cái mà ấy nè, rồi rồi đây vào cái phần này, ở phần app này đó, ở dưới đấy là các bạn cài á, khi mà các bạn cài cái Adobe này, Creative Cloud này, nó ở dưới nó còn có một cái ở dưới cái này nha, ở dưới cái Adobe Creative Cloud này nè, ví dụ như là cái này đi, nó cái là ở dưới này,
thì nó sẽ có một cái gọi là Adobe Genie đó. Server ở dưới đó nữa các bạn. Với uninstall nó là thoải mái của bạn là nó sẽ không còn hiện cái thông báo nữa nha. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai này là đến phần chính của chúng ta, đó là Blockable để mà cho nó khỏi bị mất luôn cái này nè. Nó sẽ không có hiện ra đây nữa. Thì cái kia nó sẽ cái thường các bạn đang xài đúng không, nó sẽ hiện ra cái này này đó, cái nó có một cái pop up, pop cái thông báo ở dưới này nè, nó rất là khó chịu luôn. Thì cái đó nó không làm được gì cả nhưng mà nó hiện ra rất là khó chịu đó. Thì từ từ mọi người sẽ rất là khó chịu với cái đó. Thì cái cách đầu tiên, cái mà cái đầu tiên hôm nay mình nói là uninstall cái generate đó là để xóa cái thông báo đó đi. Còn bây giờ là blocking lỡ là như thế nào, nó bắt tìm lỡ thì mình nói với mọi người là lưu ý nè, là máy của bạn không có cài phần mềm bên thứ ba, hoặc là nếu mà cài phần mềm bên thứ ba ví dụ là bảo vệ dịch virus á, thường là máy có một số người á thì inbox mình hỏi là mình kiểm tra thì có một số người để sử dụng những cái phần mềm dịch virus rồi tổ lum la đó. Thì khi mà các bạn muốn sử dụng cái cách của mình á thì các bạn phải gỡ cái phần mềm dịch virus ra, hoặc là các bạn tắt nó đi thì nó sẽ sử dụng được, nó sẽ fix được cái cách của mình có thể fix được nha. Còn một số người mà phép rồi mà bạn không lấy, có nghĩa là một là bên phần mềm bên số 3, mà thứ hai nữa là các bạn không có bật từng lửa. Thì bật từng lửa là gì, thì bây giờ mình sẽ vào cái phần này. Ở đây á có rất là nhiều dòng máy, có tùy dòng máy, ví dụ như đây là win của mình, Win10 đúng không, mình sẽ tìm ra cái này, tìm theo cái cách này này, vào cái phần tìm kiếm dòng file này, Windows Default Firewall with Advanced Security. Thì ở đây thì chúng ta sẽ vào cái phần này đó, vào cái phần này. Rồi khi mà chúng ta vào được cái phần này này, cái phần này á, các bạn vẫn vào About Group đấy, About Group đấy. Ở đây thì mình đã có nhiều gì Photoshop mình để lại có, mình sẽ xóa đi, mình sẽ làm lại cái đầu cho bạn xem nha. Thì nó sẽ chưa có cái phần blog đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần new nó, chúng ta sẽ vào phần custom, rồi chúng ta next ở dưới này, chúng ta sẽ chọn this program page ở dưới này, rồi xong chúng ta sẽ vào nó. Bao thì nó hiện ra cái gì, bắt đầu nó sẽ hiện ra cái thông báo gì đó, các bạn cứ bấm ok cho mình nha. Thì nó báo đỏ đỏ gì ở đây nè, nó sẽ không nè, máy thì mình đừng làm mà mình không có nên mình sẽ nên giờ sau đó các bạn sẽ phải đến cái thư mục mà chứa phần mềm Photoshop, các bạn cài đặt Photoshop đó. Thì mình có cài qua ở đây đó, đây mình sẽ cài qua ở đây Adobe đây, phần Adobe đây, thì đây mình có Photoshop đó, mình chọn click vào phần mềm Photoshop và chọn cái icon của Photoshop, nhớ là icon để có app nha, app application này, nó ở dưới này, các bạn bấm vào đây, các bạn bấm open, các bạn next và sau đó các bạn đặt tên cho nó, đây là Photoshop, các bạn xong rồi enter, finish là xong, xóa một cái, đó là chặn được cái Photoshop. Cái thứ hai, những cái phần mềm máy đúc khác này, ví dụ như là mình sẽ chọn thêm cái Premiere, After Effects, đó, After Effects đi, đó, cứ dẫn đến cái thư mục mà các bạn cài đặt, phần mềm, nó, chỗ vào, cái này. Phần này nha, nhớ là phải tìm những cái phần mà đây này đó, đây này, phần app này nha, nhớ là vào cái phần app này nha, nhớ là phải đích thân đến những cái phần app này chứ không phải là cái này đâu nha, để ý này, không phải cái phần shortcut này đâu nha, nhớ là vào cái phần này nha, để ý cho mọi người nha, sẽ hiệu quả, nó sẽ hiệu quả nha, còn không là nó không hiệu quả nha các bạn nha, để ý cái phần application này, ok, rồi một phần, sau đó các bạn next tiếp, đó là tên cho nó. Đó, thì là ai, ok, chúng ta finish, như vậy là xong, đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách xài Generated Fill của Photoshop mà bị chặn. Thì cách xài, đây là cái tip thôi nha, chứ không phải là xài đâu đâu. Thường nhá, khi các bạn để xài Photoshop thì sẽ có phần AI đúng không? Nói bây giờ, có một số người xài bản quét thì sẽ không có phần AI đó, cần gì phải sử dụng tài khoản mà mua chính chủ của Photoshop rồi luôn bla đó. À, hay cái video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái tip, đó là các bạn sử dụng như vậy. Đây mình sẽ có một trang web, cái trang web này thì trong một số anh em biết, các bạn vào cái trang web này này, firefly.adobe.com. Đây sau đó thì các bạn sẽ login vào cái phần này, xong thì các bạn sẽ login một cái tài khoản Adobe nào đó được. Enter lại đây này, chờ xíu nó sẽ hiện ra. Khi mà vào login thì nó sẽ ra một cái giao diện như vậy này, đó, generate field, đó,
Rồi, chúng ta sẽ bấm vào cái này. Đây. Rồi, rồi. Ở đây nhà chúng ta là sẽ lợi dụng nhà. Thường thường các bạn bố scale hình đúng không? Đây là như mình có một cái tấm hình này. Đây. Mình có một cái tấm hình này đi. Mình giả sử mình lựa chọn cái tấm hình này này. Thường thường hình như vậy đúng không? Đó. Hình là 6x19. Hình dọc đi. Các bạn muốn kéo to ra. Hay là muốn tạo được cái hình ảnh đó thành hình ngang nhé. Hay là các bạn muốn vẽ hình gì đó. Mình sẽ chi tiết cho các bạn. Đó. Đây thì chúng ta sẽ kéo nó to to đây các bạn này. Như là. Như là đi cả đi ha. Rồi. Chúng ta sẽ sang cái này nha. Ok. Ok. To là tí. Đó. Ok. Đó. Ok. Chúng ta sẽ lưu cái hình này lại. Sẽ set nó lại. Nè, export nó nha. Nè, export. Export nó. Ai. Ví dụ như là. Đấy. Rồi. Mình đã lưu cái hình đó. Mình tắt cái này đi. Mình tắt cái này đi. Rồi. Chúng ta sẽ vào cái phần trang web này. Chúng ta sẽ úp cái hình vừa nãy chúng ta muốn cho nó mở rộng ra. Như hình này đi. Đây. Mình sẽ úp full on nó lên. Đó. Đây. Chúng ta control. Ăn chuột cho nó to to nhỏ xịt. Ở đây thì chúng ta sẽ có. Đây. Chúng ta sẽ kéo nó. Đây. Chúng ta sẽ tô nó nha. Nhớ là tô cho nó này. Đó. Đó. Tô cho nó để tí. À, ok. Tô rồi. Rồi. Chúng ta sẽ nhỏ lại. Tô cho nó này rồi lại đó. Tô cho nó. Nhớ là tô đều đẹp đẹp nha. Dạ, ok. Đấy. Tô cho nó làm sao bằng cái này là được. Mình đây mình có thể tô lại. Tô những cái bạn chó mà các bạn muốn gen đó. Kiểu vậy á. Đó. Ok. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục ở dưới này nữa. À. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ bấm gen. À, chúng ta có thể thêm prop phòng được. Mình prop hay là gì đó vào được ha. Các bạn chờ chút xíu là nó sẽ hoàn thiện cái background cho chúng ta sẽ thay đổi cái biến tấu này. Nó sẽ thay đổi thành hình 16x9. Thành nha. À. Để các mình thường hay sử dụng thì khi mà nó mất luôn cái công năng các bạn đâu phải tốn tiền đúng không? À, cái tiếp này chắc cũng có nhiều người chỉ rồi nhưng mà không có chi tiết cho lắm. Thì bây giờ mình sẽ làm lại cho mọi người. Tại vì có rất nhiều người biết mà có người chưa biết. Đó, dành cho những người thì biết đây có hai cái background này đó. Hai. Đấy, background hai này. Đó, các bạn thấy không? Nó thay đổi hình này đó. Này mình thấy giống phù hợp này. Đó, phù hợp với hình ảnh cùng cảnh này. À, đây. Ví dụ như các bạn muốn thêm chi tiết nào đó vào đây. Thì các bạn có thể bôi đen đó, bôi trắng vậy đó. Đó. Đây, ví dụ như ở đây. À, ví dụ như ở đây đi. Quang cái kênh sửa. Kênh sửa hình. À, rồi thấm luôn la lên. À, như vậy thôi nha. Cái tip này thì các bạn có thể mọc cho tư. À, cứ lên đây mà xài, thành miễn phí. Nó không có tốn tiền đâu. Cho nên các bạn yên tâm. Ok. Thank you mọi người đã xem video này. Xem mình sẽ ra tiếp. À, cố gắng ra thêm nhiều cái video mà hướng dẫn cho mọi người nhiều tiếp hay hơn nữa. Về những cái công cụ mà xử lý hình ảnh. Rồi làm những cái công cụ mà AI làm hình ảnh rồi tạo rất là nhiều. Cũng có rất nhiều người đến mức mình hỏi. Nhiều thứ lắm nhưng mình chưa có thời gian mà mình sẽ phải lên kế hoạch để lại ra thành cái video một bộ dần dần đó. Thì mọi người có thể tìm hiểu từ cơ bản cho đến nâng cao các thứ thực. Thì hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình trong những cái series video tiếp theo. À, sẽ giải đáp được một số vấn đề về AI nhiều hơn. À, cảm ơn mọi người đã xem video này. Xin chào mọi người.